chào mọi người. Chào mừng mọi người đang đến với channel bỉm sữa của Vani. Trong hành trình làm mẹ của mình thì Vani thường hay tìm kiếm cũng giống như là lùng sục những cái địa điểm để chúng ta có thể đưa con tới để trải nghiệm, để vui chơi, giúp cho con có thể rèn luyện cái sự tự tin nè, cũng như là sự dạn dĩ của mình. Và trong video clip ngày hôm nay cũng sẽ là hai địa điểm Kid Cafe mà Vani vừa mới lùng sục được đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khám phá nha. Đầu tiên đó chính là Đô Đông Premium Kid Cafe. Đây là một quán cà phê nằm ở trong khu dân cư, chung cư của khu vực quận 7. Quán cà phê này thì đậm nét Hàn Quốc luôn á mọi người, và chỉ mới được thành lập cách đây 1 năm thôi. Tông màu chủ đạo của quán cà phê này đó chính là trắng, xám và đen. Khuôn viên thì rất là xịn sò luôn. Ở đây Vani thích một cái đó chính là ngoài những cái khu vực, những cái đồ chơi dành cho các bạn lớn tuổi, thì ở ngay chính giữa trung tâm của cái quán cà phê này có một cái khu vực nho nhỏ dành cho những em bé cỡ như Nini. Ví dụ giống như là một cái nhà banh mini, một khu chơi cát mini, một khu chơi xe đẩy mini, hay là một khu nhảy bum mini chẳng hạn, nằm ngay tại trung tâm luôn. Cho nên bố mẹ ngồi xung quanh thì có thể thoải mái nhìn con của mình chơi đùa đó. Nhiều coffee kit rồi và em Ni có thể hoàn toàn tự chơi. Trong những cái ngày cuối cùng của tháng 11 á, thì em Ni đã bắt đầu tự bò lên và tự trèo xuống rồi, cho nên là vợ chồng Vani cũng khá là yên tâm khi mà để cho em Ni tự chơi như thế này. Ở đây có một cái máy chiếu rất là to và đó là cái điều mà kích thích các em bé. Màu sắc ở dưới đây kích thích em bé cực kỳ và em Ni cũng khá là tò mò. Bản tính thích giành đồ chơi của Nini thì chưa bỏ được đâu mọi người ơi. Nini thấy là ai đang chơi một cái gì đó mới lạ, Nini có thể giành giật, bắt chước ngay lập tức. Nini vô đây thì Vani thấy Nini lọt thỏm, mà Nini nhỏ nhất ở trong cái khu vui chơi này. Cũng cố gắng chơi các trò chơi lắm, nhưng mà dường như là Nini chơi không có được hết toàn bộ các món đồ chơi ở đây, bởi vì còn quá nhỏ và chưa hiểu hết những cái trò chơi đấy để dùng làm gì. Đây là cái một cái bàn rất là đa năng, nhiều màu sắc và có âm thanh. Nini rất là thích từ Tiny World cho đến qua đây Nini cũng thích nữa. Mình nói một chút đến đồ ăn ở đây nha mọi người. Đồ ăn ở đây thì khá là thú vị. Thú vị là tại sao? Bởi vì nó có rất là nhiều món, thực đơn đa dạng. Đồ ăn cũng vừa nữa, rất là ngon luôn. Nini được ngồi trên cái ghế ăn dặm của chính cái quán coffee này và rất là thoải mái. Bạn ăn rất là ngon và rất là hài lòng. Nếu như mà mình muốn cho cái món đồ ăn đó không nêm nếm thì mình có thể nói với lại đầu bếp. Tuy nhiên chỉ có một đầu bếp thôi, cho nên là nếu như mà mọi người order đồ ăn nhiều thì nó sẽ hơi lâu một tí. Thì Nini sẽ được lên tầng 2 để chơi. Nini đã tự bò đó mọi người, tự bò lên tầng 2. Tầng 2 chủ yếu là chơi câu cá, thì trò chơi này Nini chưa có chơi được. Chơi Lego Nini cũng chưa có biết sắp xếp, cho nên nó là chủ yếu là tham quan thôi. Về bản thân Nini nhìn thấy thì ở khu vui chơi Đô Đông này thì nó khá là đa dạng, cũng đầy đủ các cái đồ chơi giống như là đồ chơi xe đẩy này, đồ chơi kích thích thính giác nè, hay là những cái đồ chơi liên quan tới vận động thể chất. Nói chung là nó cũng khá đầy đủ á mọi người. Và hình như là Vani cảm thấy là những cái quán, cảm nhận thì mình cảm thấy là những cái quán cà phê mà nó mang hơi hướng Hàn Quốc thì đa số là nó rất là chỉnh chu trong các cái thiết kế, chỉnh chu trong cái việc là sạch sẽ vệ sinh đó. Trời ơi, đúng rồi,
Ok, bây giờ mình sẽ đến với quán cà phê thứ hai nha. Đây là quán cà phê BB Kids Cafe and Restaurant. Quán cà phê này khá là thú vị mọi người, cũng rất là dễ kiếm, nằm ở trong khu vực quận 7 luôn. Và mới bước vào thì Bunny khá là thích, bởi vì cái không gian cũng rộng lớn và tông chủ đạo là màu hồng. Mình sẽ bàn tới thực đơn đầu tiên nha, bởi vì ngày hôm nay là Nini với Bunny tới là ăn là đầu tiên. Thực đơn ở đây thì cũng khá là phong phú, bởi vì nó có thêm nhà hàng nữa, nó có một cái chữ restaurant ở trong cái tên gọi, cho nên nó là chúng ta có thể thấy được là thực đơn này rất là đa dạng và rất là nhiều món ăn luôn. Và Bunny cảm thấy là đầu bếp làm cũng khá nhanh. Ở đây thì các bạn nhân viên, các bạn mà giữ em bé thì rất là nhiệt tình, rất là vui, rất là dễ thương và chơi với em bé từ cái trò chơi đầu tiên cho đến những cái trò chơi cuối cùng luôn. Nhưng mà có một điều á, Bunny cảm thấy là hơi tiếc một chút xíu, bởi vì mặc dù là sàn gỗ là cái sàn mà Bunny cực kỳ khuyến khích cho các cái chỗ vui chơi cho em bé. Tuy nhiên thì sàn gỗ ở đây thì nó lại hơi trầy một chút xíu, chắc là vì thành lập lâu rồi, 6 năm rồi, cho nên là cũng có một chút xuống cấp. Nhưng mà không sao, nhìn ở đây thì cũng rất là đầy đủ và những cái đồ chơi ở đây cũng khá là đa dạng. Ok, nếu như mà nói về điểm số của hai cái quán cà phê Kids này thì Vani sẽ chấm điểm một cách rất chủ quan như sau nha. Đối với cái quán cà phê đầu tiên là Đô Đông thì sẽ là khoảng 8 điểm. Còn quán cà phê thứ hai BB thì Vani chấm tầm 7 điểm rưỡi thôi. Thật ra những cái quán cà phê này nó khá giống nhau về cái sự đa dạng ở các loại đồ chơi nè. Đồ ăn cũng giống nhau, thực đơn giá cả cũng như nhau luôn, đều miễn phí cho các bé dưới 1 tuổi. Và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của Bunny sẽ giúp cho bố mẹ có thêm những cái địa chỉ vui chơi có thể đưa các con của mình đến những dịp cuối tuần hay trong những lúc rảnh rỗi. Về những cái điểm số thì hoàn toàn là do ý kiến cá nhân thôi, cho nên là mọi người hãy tới và trải nghiệm những cái coffee kit Bunny giới thiệu nha. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip đến giờ này. Đừng quên like cho Bunny vì sự tìm tòi của Bunny nha. Thank you, bye bye.